Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư thầy bố thí cho con hỏi. Nhà con vừa có người mất, đó là anh trai mẹ con. Trước khi bác xảy ra chuyện thì trong nhà có người mơ thấy ông bà, tức là bố mẹ của bác con, về đứng đầu giường. Mọi người thường bảo nếu trong nhà ông bà quá cố đã về mà đứng đầu giường, tức là đón người trong nhà đi. Những trường hợp như vậy thường rất đúng. Nhưng con học giáo lý trong nhà Phật thì biết điều này là không thế. Kính bạch thầy và nhà chùa giải đáp vấn đề này giúp con ạ. Con hay con học giáo lý của nhà Phật chưa đến nơi đến chốn. Mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Ở trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi, cái khi mà cái người bệnh sắp mất hoặc là người Phật tử chúng ta tu hành ấy, một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thấy người thân đã quá cố rồi mà đến để gọi cho chúng ta đi, hoặc là dắt chúng ta đi, hoặc mời chúng ta đi, chúng ta chưa có đi. Chúng ta đi như vậy không phải là đi gặp người thân chúng ta đâu, mà đó là gì? Oan gia trái chủ đấy. Kinh Địa Tạng nói đó chính là oan gia trái chủ. Nó hiện là người thân của chúng ta gì? Để về để lừa mình vào cái chồng thì nó mới gì? Nó mới báo oán được chứ. Oan gia trái chủ nó là lừa đấy. Như vậy thì nó mới báo oán được. Cho nên đấy là gì? Quan điểm của Kinh Địa Tạng. Cho nên người niệm Phật khi ra đi nhìn thấy người thân hoặc là người bạn bè hoặc là bố mẹ hoặc là ông bà hoặc là họ hàng cô bác đã mất rồi thì nhất định chúng ta thì không đi theo. Nhất định không đi theo. Đó đấy là người tu của chúng ta. Còn người không tu, nếu mà trước khi mất mà họ nói rằng thấy người thân đến rồi, bảo là gì? Là hoặc là bố chết rồi, hoặc mất rồi, hoặc mẹ chết rồi, hoặc cả bố mẹ đều chết rồi. Như trường hợp này thì nói là thấy bố mẹ về đứng trên đầu giường và dẫn đi. Dẫn đi, dẫn anh trai của mẹ đi, tức là bác của Phật tử này đi ạ. Và không bao lâu sau thì ông bác ấy mất thật. Tại như vậy thì ở đây thì không khẳng định là 100% là oan gia trái chủ, nhưng cũng phải 80-90% là gì? Oan gia trái chủ hiện hình như vậy. Còn khoảng 10-20% là có thể là chính người thân chúng ta thật. Những người thân chúng ta thật, cái điều này thì rất khó để xảy ra. Vì chúng ta biết nếu mà cả hai ông bà mà cùng mất rồi thì chắc chắn rằng ở dưới quay âm nó không có cái chuyện là hai người cùng ở dưới kia được hết đâu. Nó tùy theo nghiệp của mỗi người. Không phải là cái xuống đó là gì, là gặp nhau dưới đó lại đoàn tụ gia đình ở dưới đó, là không có cái chuyện đó. Ít khi xảy ra, cũng có nhưng mà gì, hãn hữu và ít khi xảy ra. Trừ những người mà xuống đó để làm quan ở dưới quay âm mới được. Đó là quan ở dưới địa phủ đó. Và họ được gì, họ cũng có phúc báo. Và họ được đoán xuống đó để làm quan, họ mất đi được làm quan ở dưới kia thì có thể mới gì. Mà hai người vợ chồng ở trên nhân gian này đều tu nhân tích đức, nhưng mà chưa đủ phúc thiện để lên quái trời, hay tái sinh làm người có phúc báo đời sau hoặc về quái Phật vân vân, thì họ ở dưới quái âm ti, quái địa phủ đó, họ gì? Họ làm quan ở dưới đó. Thì cái trường hợp như thế, cả hai vợ chồng đều có phúc tương tự như nhau mới có thể gặp nhau dưới đó và chung sống với nhau ở dưới đó. Cái điều đó thì có nhưng mà rất hiếm. Còn phần lớn là gì? Nghiệp ai làm, người nấy chịu. Cho nên cái trường hợp này thì tôi mới nói đến 80-90% là do oan gia trái chủ. Nó hiện lên như vậy theo tinh thần của Kinh Địa Tạng. Và Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy trong kinh có điều đó. Phật tử này nên gì? Nên về đọc lại Kinh Địa Tạng. Hoặc nghe giảng Kinh Địa Tạng sẽ thấy cái điều đó. Chứ còn những bộ kinh đại thừa khác thì Phật không dạy về cái điều đó nhiều. Ví dụ Kinh Pháp Hoa, Phật dạy chúng ta tu để thành Phật chứ không phải dạy về cái vấn đề đó. Hay là Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy về gì? Về các pháp môn cho các vị Bồ Tát. Hoặc là Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cho những người gì? Cho những bậc là chân chính dụng tâm tu tập. Tức là một gì? Một cái phương pháp, dạy cho những cái phương pháp tu hành rất là gì? Là cao. Còn Kinh Địa Tạng là phổ cập ba căn. Bồ Tát thì học cũng được, hàng tiểu thừa trung căn học cũng được, còn hàng Phật tử gì mới vào đạo gì học cũng được. Đó. Cho nên Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rất rõ
về những cái giáo lý về nhân quả, về đạo đức, về hiếu hạnh, cũng như về con người chúng ta trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết phải làm như thế nào. Đã, Phật tử nên học lại kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cái phần về Phật tử này nói rằng thì có người ta bảo rằng thấy những cái trường hợp như thế thì đó là gì, là người nhà về đoán đi. Nhưng mà Phật tử nói rằng học giáo lý nhập Phật thì không thấy không thấy nói ở trong điều này, không thấy điều này. Những cái điều này thì học kinh Địa Tạng người ta thấy. Nhưng mà phần lớn, tôi khẳng định lại, phần lớn là do gì? Quan gia trái chủ hiện ra để lừa những cái người sắp mất kia đấy, cái người mệnh sắp hết kia. Vì nó hiện là gì? Hiện là quỷ. Hiện ra gì? Là những con vật để đến báo oán thì chắc chắn chúng ta sẽ không đi rồi. Đó. Nhưng nó hiện là người thân chúng ta thì chúng ta sẽ dễ bị mắc lừa và dễ đi theo. Đi một đoạn nó mới hiện lại nguyên hình thì lúc đó là chúng ta không còn cách gì để cứu chữa nữa cả. Đó, cho nên trường hợp này thì khuyên Phật tử này nên tìm hiểu ở trong kinh Địa Tạng thì sẽ rõ hơn. Đó, tìm hiểu trong kinh Địa Tạng sẽ rõ hơn và nghe giảng kinh Địa Tạng nữa để rõ hơn cái vấn đề này. Vì chúng tôi cũng đã nói rất nhiều trong đó rồi. Mà kinh Địa Tạng Phật Bồ Tát cũng đã nói rất rõ trong đó rồi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.